Hello anh em, chào mừng anh em đến với Freedom Traders. Trong clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái mà mình nghĩ là nó để định hướng được anh em trong thị trường là mình đang ở cái pha nào thị trường để mình có thể xác định được việc là cái quyết định long hay short và cái quyết định là mình đánh pro trend hay counter trend. Thì trong những clip trước thì mình cũng có chia sẻ với anh em về chúng ta về trong thị trường chúng ta sẽ có hai kiểu cấu trúc. Đó là cấu trúc đầu tiên là chúng ta có cấu trúc swing, tức là cấu trúc định hướng chính của thị trường, và chúng ta có cấu trúc internal đúng không ạ? Thì chúng ta luôn bị vướng ở một cái đấy là thỉnh thoảng khi mà hai cái này nó đều đồng thuận với nhau thì tức là nó đều pro trend với nhau thì chúng ta đánh rất dễ, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ hai cái này nó sẽ nghịch nhau. Vậy thì trong cái trường hợp nghịch nhau như thế thì chúng ta sẽ xác định xử lý như thế nào? Tức là mình chia ra được thành bốn trường hợp, tức là chúng ta có swing và internal, và chúng ta có cái thiên hướng đấy là, tức là chúng ta có cái bias, nó gọi là pro trend và counter trend. Thì bây giờ chúng ta từ hai cái điều kiện của hai cái này thì chúng ta sẽ đưa ra được bằng bốn bốn cái cặp thiên hướng nhé, bốn cái cặp trường hợp nó có thể xảy ra. Đấy là gì? Bây giờ các bạn nhìn vào một cái tổng thể như này thì mình ví dụ đúng không, cái swing thì chúng ta sẽ thấy là swing nó là tăng đúng không, swing là tăng. Và bây giờ cái internal của nó là gì? Ví dụ internal của nó, cái đoạn internal mình sẽ chuyển đổi sang màu xanh nhé. Ví dụ internal thì mình sẽ xác định được là đây là cái sóng internal. Và tương tự internal nó cũng có hai cái, tức là nó pro trend theo cái swing này, và cái thứ hai là nó có thể ngược, nó counter trend với cái swing. Nhưng đến đoạn này mình ví dụ là internal nó đảo chiều hình giảm, thì lúc đấy thì cái việc đánh short ở đây nó lại là gì? Nó lại pro trend của cái internal này, nhưng mà nó lại ngược, nó lại là counter trend của cái swing. Thì dựa vào những cái quan sát về thị trường như vậy thì mình đã đưa ra đây cái đoạn này, đằng trước này nữa, đằng trước này nó có một cái là gì? Đằng trước đoạn này thì ví dụ giờ pro trend là tăng, thì đoạn này nó cái đoạn giảm này nó là counter trend của internal, à counter trend của pro trend, nhưng mà nó lại là pro trend của internal khi mà nó giảm chẳng hạn. Vậy thì dựa vào mấy cái yếu tố đấy mình đưa ra được bốn cái, đấy là chúng ta sẽ có bốn trường hợp là gì? Pro trend swing và pro trend internal. Đó, mình viết tắt nhé, mình viết tắt cái T nhé. Cái trường hợp thứ hai đấy là pro trend swing nhưng mà lại counter của internal, CT internal. Cái trường hợp thứ ba đấy là counter trend swing nhưng mà lại pro của internal. Và trường hợp cuối thứ tư đấy là gì? Counter cả swing và counter internal. Đó. Thì như chúng ta đánh ấy, thì cái dễ nhất mà chúng ta thường hay đánh, mình hướng đến mọi người đang đánh, đấy là gì? Cái trường hợp đầu tiên này này, mình hướng đến mọi người đánh cái trường hợp đầu tiên này, đấy là pro swing và pro internal. Tức là gì? Cả swing và internal nó đều đồng thuận với nhau. Đồng thuận với nhau tức là câu chuyện như là swing tăng đúng không, internal cũng đang tăng. Đó, thì tức là cái trường hợp đấy là cái trường hợp chúng ta dễ đánh nhất, cứ cái setup entry của chúng ta vào thôi, dễ đánh nhất. Còn cái trường hợp thứ hai bắt đầu khó hơn một chút, đấy là gì? Pro swing nhưng counter internal. Tức là gì? Giá đang tăng như vậy nhé, nhưng mà khi mà giá nó hồi lại đây này thì cái thằng internal đang là giảm, nhưng mà chúng ta đi long. Long là gì? Chúng ta long pro theo cái swing này, theo cái swing chính. Tức là về đến đây chúng ta sẽ bắt đầu, ví dụ đây là một cái PY đúng không, chúng ta sẽ về đây chúng ta sẽ tìm long ở đây, chúng ta sẽ entry long ở đây. Thì lúc này long long là gì? Nó là pro trend của swing, chúng ta bay theo cái swing chính này, bay lên. Nhưng lúc đấy nó lại là
cái internal chúng ta đang là giảm, chúng ta lại counter cái internal đó, thì cái việc chúng ta entry ở đây chúng ta sẽ chưa thể nào chúng ta ăn được xa được. Chúng ta chỉ xác định là chúng ta chỉ, thậm chí là chúng ta scalp thôi, mặc dù chúng ta có confirm M1 ở đây, nhưng nhờ cái câu hỏi này mình nhận được rất nhiều của các bạn ở trong nhóm. Như các bạn là bạn nói là khi mà M15 về đến đây chúng ta có long luôn không, thì cái câu chuyện là có hay không thì nó phụ thuộc vào cái yếu tố là khi mà các bạn hiểu hơn về các cái điều kiện của nó, tức là các hiểu hơn về các cái pha này, pha này, thì các bạn sẽ hiểu được rằng là chúng ta long được, nhưng cái tỷ lệ long ở đây nó là counter của cái internal này, nó tỷ lệ long nó ăn nó sẽ thấp hơn. Cái câu chuyện là khi mà giá nó phá qua cái lower high này và nó hồi lại thì chúng ta long ở đây nó sẽ an toàn hơn cái câu chuyện là khi mà giá nó về đến đây thôi và chúng ta long luôn ở đây. Đó. Thì mình gọi đấy là cái trường hợp thứ hai là gì? Pro chain của swing và counter chain của internal. Đó, counter internal, internal đang giảm. Đó. Trường hợp thứ ba chúng ta có là gì? Counter chain của swing nhưng mà lại pro chain của internal. Tức là gì? Xu hướng chính của chúng ta đang có đây là xu hướng tăng, đúng không? Tăng. Và chúng ta giá khi mà nó đến đây nó tạo một cú chốc ở M15 ở đây. Ở internal ở đây. Và sau đó internal nó là giảm. Và chúng ta bắt đầu như mình nói là khi các bạn có thể đánh đánh counter khi mà nó tạo lower low và các bắt đầu các bạn short ở đây. Cái lệnh này là lệnh short. Thì tức là gì? Cái lệnh short ở đây này là các bạn đang đánh pro chain của cái internal. Nhưng mà các bạn phải nhớ trong đầu là cái này là nó counter lại cái sóng chính, cái sóng swing này, cái sóng swing của chúng ta đang là tăng, đúng không? Sóng swing của chúng ta đang là tăng. Và cái việc chúng ta short ở đây nó là counter cái internal, à counter cái swing này. Thì chúng ta cũng phải hiểu câu chuyện là gì. Ok, nếu mà chúng ta bám theo những cái gần nhất, tức là chúng ta bám theo cái khăn à, những cái sóng gần nhất thì internal này nó đang giảm, thì ok chúng ta có thể giảm được, chúng ta short được. Nhưng cái short internal này thì như mình khuyến khích với các bạn, đấy là cái TP của nó. Tại vì là pro chain của chúng ta vẫn đang là tăng, nên cái câu chuyện TP của chúng ta sẽ phải ăn non hơn một chút. Chúng ta không thể nào chúng ta kỳ vọng nó phá đáy được. Rất khó để chúng ta kỳ vọng nó phá được những cái đáy này. Tại vì nó pro chain của chúng ta vẫn đang là tăng. Cái trường hợp thứ tư mà mình muốn nói đến ở đây và mình cũng nói chung là khuyến khích các bạn, khuyến nghị các bạn mình vẽ ra cho đủ thôi, khuyến khích các bạn không đánh, đấy là counter chain swing và counter internal. Thật ra thì các bạn đánh pha này nhiều lắm, đa phần các trader là đánh cái pha này nhiều lắm, bản thân mình cũng trước đây cũng thế thôi. Tức là gì? Khi sóng tăng này đi lên đúng không, và chúng ta cứ rình rình chúng ta short đây này, short đây, short đây, short đây, chúng ta nhìn thấy một vài cái tín hiệu, ví dụ sử như rút dâu hoặc là mới chóc thôi, mới chóc đây thôi, lên đến trên này chúng ta đã short rồi, mà thường thì chóc ở đây nó chưa thể confirm mà chúng ta short được ở đây. Đúng không? Tức là counter swing và counter internal là gì? Xu hướng chính đang tăng, xu hướng internal cũng đang tăng và chúng ta đi short khi chưa có bất cứ điều kiện gì là pro internal có đảo chiều, chứ chưa nói đến swing đảo chiều. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp thứ tư mà mình không muốn các bạn đánh nhất, ít nhất để các bạn muốn đánh thì các bạn hãy chờ một cái điều kiện, ít nhất là phải pro internal thì khi các bạn đánh nó sẽ an toàn hơn. Nó có thể là counter của swing nhưng mà ít nhất nó phải là pro chain của internal. Đó. Đây mình sẽ viết rõ hơn trong bốn cái trường hợp này ra. Ví dụ cái trường hợp đầu tiên mình nói cái trường hợp xu hướng chính đang là tăng nhé. Thì pro chain của swing tức là chúng ta sẽ có là swing mình viết ngắn lại nhé, đấy là long long hoặc là chúng ta gọi là tăng tăng đúng không, tăng tăng. Cái trường hợp thứ hai đấy là pro chain của swing nhưng mà counter của internal, tức là swing thì đang là tăng nhưng mà internal đang là giảm. Cái trường hợp thứ ba là gì? Counter chain của swing tức là
counter là số ít, nhất là counter số giảm, và chúng ta project của internal là gì, chúng ta là tăng. Và trường hợp thứ tư đấy là giảm, giảm hết. Tức là trong cái trường hợp mà khi hai cái này đều tăng thì chúng ta sẽ là long. Thì cái khi mà chúng ta long ở cái trường hợp thứ hai, chúng ta long ở cái trường hợp thứ hai này thì chúng ta phải hiểu rằng là gì, chúng ta đang đánh pro trend của swing, nhưng mà cái trường hợp long thứ hai này nó là cái counter trend của internal. Cái trường hợp thứ ba đấy là gì, khi mà chúng ta short thì chúng ta hiểu là gì, chúng ta đang short cái pro trend của internal, internal đang giảm ở đây này, nhưng mà lúc đấy nó là gì, nó counter trend của thằng swing chính lên đó. Trường hợp thứ tư để là short, trường hợp thứ tư short đấy là gì, chúng ta counter trend cả swing và counter trend cả internal. Thì cái tỷ lệ ăn thì mình tạm thời chia nhé, mình cứ ví dụ thôi nhé, nó không phải đúng hết. Chúng ta sẽ có cái mức này, ví dụ phải là 10 điểm. Cái thằng thứ hai này mình đánh giá nó sẽ được khoảng đâu đấy khoảng 7 điểm thôi. Cái thằng thứ ba này, cái thằng thứ ba này mình sẽ tương tự như cái thằng đầu tiên này, mình cũng đánh giá khá là cao. Ở cái trường hợp này mình đánh short pro trend của internal, tỷ lệ ăn cũng khá là tốt, thì thậm chí là nó trong một số trường hợp thì mình thấy nó tốt hơn thằng counter internal rồi. Nói chung mình đánh giá bằng bảy với thằng internal. Còn cái trong cái trường hợp này thì counter cả hai thằng thì mình đánh giá nó tỷ lệ ăn rất là thấp hơn mình đều. Để không thì nó hơi buồn cười, nhưng mà để không thì nó hơi buồn cười, nhưng mà thôi mình để 1 điểm, để 1 điểm. Ok, sorry các bạn, chờ mình 2 phút. Thì đấy là cái về câu chuyện về swing và internal pro trend và counter trend. Thì chúng ta sẽ xác định cái này để map trong đa khung như thế nào, đúng không? Map trong đa khung như thế nào? Thì như mình có chia sẻ với các bạn là mình dùng đa khung. Mình dùng đa khung thì hiện tại mình đang dùng một bộ khung thời gian, đấy là mình đang dùng H4, M15 và M1. M1. Thì hiện tại mình chia ra cái ba khung thời gian này, mình chia ra là cái gì, H4 để mình view tổng quan, view xu hướng tổng quan, M15 để mình view bias, và M1 để mình entry. Thì mình ứng dụng như thế nào để xác định map với cái việc là pro trend hay là swing hay internal, đúng không? Thì mình sẽ dùng thằng H4 này để mình vẽ swing to. Mình dùng thằng H4 này để mình vẽ thằng swing to, mình xác định những cái điểm đấy. Sau đó thằng internal mình dùng thằng M15 để mình view bias, và mình như mình nó chia sẻ với các bạn ấy là mình đánh cho thằng M15 là chính. Đánh cho thằng M15 là chính. Và M1 mình dùng để entry. Là đơn giản nó chỉ thế thôi, không có gì. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta đi vào ví dụ một chút, ví dụ trên chart thực tế. À.
Cái bất lợi của việc quay buổi tối và zoom buổi tối nó có một cái là mạng lở bạn. Có dùng VPN các kiểu nhưng mà không ngon cho lắm, không ngon cho lắm. Hôm nay là nói con vàng đi nhỉ. Để anh em nói con EU nhiều quá rồi. Nói con vàng đi. À, ok. Ok, con vàng. Thì như chúng ta có cái lúc nãy chúng ta có nói là gì? Đầu tiên là xác mình xác định H4 để view tổng quan, đúng không? Sau đó vào M15 để view bias. Thì bây giờ chúng ta nhìn H4, chúng ta nhìn thấy luôn. Đơn giản thôi, H4 đang tăng. H4 đang tăng. Chúng ta mark cái gì? Chúng ta mark đầu tiên là H4 bot đây. Bot đây. IDMH4 đâu? IDMH4 đây, đúng không? POIH4 đâu? Zoom lên. POIH4 đây. Bọn này vẫn còn invalid mà, đúng không? POIH4 đây. Đấy. H4 chúng ta chỉ việc làm việc đúng cái việc đấy thôi, không làm việc gì khác cả. Xác định tất nhiên là cũng có một vài việc khác nữa. Ví dụ thật sử như mình sẽ map mấy cái stream của H4 ra. Đoạn này thì nhìn hơi khó. Bằng nhau nó kill đây rồi đây. Đây, chúng ta sẽ có cái stream của H4 nó tít thế này, đúng không? Chúng ta có cái decisional. Chúng ta có cái dưới này là cái extreme. Đó. Chúng ta chỉ mất khoảng tầm độ 1 đến 2 phút cho cái việc xác định H4 nó là cái gì thôi. Đấy, xong. Đây là các cái điểm của H4. Sau đó thì chúng ta sẽ xuống M15. M15. Vâng. Bây giờ M15 thì các bạn sẽ phải làm việc gì? Đúng không? Cho nên các bạn mạng hơi lỗi. Đã coi là không loát được đằng trước này luôn. VPN. Mạng lag quá. Không nhìn thấy đằng trước này. Rồi không sao. Thì ví dụ như là bây giờ chúng ta biết là gì? Chúng ta có một cái node ở đây. Đấy là H4. Viết xong nó không hiện luôn. Chúng ta có thằng H4 ở đây. Là chúng ta H4 đang là tăng, đúng không? Bây giờ cái việc, tức là chúng ta có một cái H4 tăng, tức là swing đang là tăng. Số bình tăng các bạn nói hiện rồi. Số bình tăng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đi xác định thằng M15. Thì ví dụ giả sử như chúng ta có một cái map H4 là nó đang tăng ở đoạn dưới này rồi, bây giờ tăng H4 nó như vậy, đúng không? H4 nó như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đánh 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 từng pha một. Thì khi mà H4 số bình tăng thì mình sẽ có cái này 1 2 4 đi nhá, lát nữa mình để mình đánh dấu 1 2 4 cho dễ.
là bây giờ các bạn đã xác định là gì? Khi mà M15, tức là thằng swing này và thằng internal đồng thuận với nhau thì chúng ta sẽ có cái mark của sự đồng thuận. Thì đây, ví dụ swing mình sẽ để là đỏ, màu đỏ. Còn cái internal mình để màu xanh, tức là gì? Internal nó mình sẽ vẽ lại một vài cái internal ở đây nhé. Các bạn map thì sorry các bạn nếu mà nó hơi xấu nhé. Mình sẽ vẽ lại cái internal màu xanh ở đây. Đấy. À, đây chúng ta có cái chúng ta có một cái map mà nhìn trông nó hơi hơi buồn cười tí này. Hơi buồn cười tí này tại vì đây là map chặt thật. Đây, chúng ta có cái map nó hơi buồn cười chút. À đây. Mình vẽ lại bằng cái kia cho các bạn nhìn cho dễ đỡ xấu. Mình ví dụ là chúng ta sẽ có một cái swing như vậy đúng không? Swing H4 à. Để màu đỏ đây à. Để vào. Và bây giờ chúng ta sẽ có cái internal của M15. Lát nữa mình sẽ đổi qua chút sang màu xanh đây. Chúng ta có cái internal M15 như vậy. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có xác định được đầu tiên cái progen của thằng H4, swing của nó. Swing của progen. Progen của nó là tăng và counter gen. Counter gen của nó sẽ là giảm đúng không? Giảm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xác định được luôn là tương tự như vậy thì trong thằng internal M15 internal thì nó cũng tương tự progen là tăng và counter gen nó là giảm đúng không? Counter gen là giảm tạm thời tùy từng đoạn, đoạn nhé. Thì khi mà ví dụ giá ở giai đoạn 1 như mình nói là giai đoạn 1 tức là gì? Như cái đoạn này thì các bạn cái đoạn này các bạn thấy là gì? Swing thằng đường đỏ này đang là tăng và internal của nó cũng là tăng. Vậy thì cái đoạn này nó là cái đoạn giai đoạn 1. Nó đang ở cái giai đoạn 1. Giai đoạn 1 của chúng ta. Nó thuận cả hai thằng. Chúng ta cứ thế là chúng ta long thôi. Long thôi. Cứ thế là chúng ta long thôi. Và ở đây là cái giai đoạn khi mà giá bắt đầu giá đi đã xuống này. Khi mà giá tiếp cận đây này. Giá tiếp cận ở trên đỉnh này. Thì nếu mà chúng ta short ở đây ấy, chúng ta short ở đây mà nó chưa hề có xác nhận đảo chiều của bất cứ thằng nào ấy. Chưa hề có xác nhận của bất cứ thằng nào ấy. Thì là gì? Đây là cái giai đoạn 4. Tức là các bạn đang đi counter cả swing, counter cả internal ở đây. Đúng không? Và khi mà thằng M15 ở đây này nó tạo low ở đây rồi, nó tạo low ở đây. Thì tức là gì? Khi đó cái thằng internal này M15 nó sẽ chuyển thành progen của nó là giảm và counter gen của nó tăng internal. Tức là khi mà các bạn ở đây là mình gọi là cái bước thứ cái thứ ba ấy. Thì tức là lúc đoạn này thì các bạn long à các bạn short thì sẽ là short progen của M15 nhưng mà là counter trend với cái swing này, counter trend với cái swing này của thằng thằng H4. Cái giai đoạn thứ hai mà khi chúng ta khi mà giá nó bắt đầu đi xuống đến ví dụ ở đây mình có cái POI của thằng H4 ở đây, H4 ở đây khi mà giá nó đến đây ấy, mà cái đoạn nhỏ thôi nhé, trước khi giá nó chốc qua cái lower high này, cái đoạn nhỏ thôi. Trước khi giá chốt qua cái lower high này thì khi mà chúng ta xuống đến đây mà chúng ta bắt đầu đánh long ấy thì mình sẽ gọi cái này nó là gì? Mình gọi cái đoạn này nó là
counter của internal, tức là thì internal của chúng ta là internal đang là giảm. Đúng. Và xuống đến đây chúng ta long. Long. Thì chúng ta đang ở pha counter internal nhưng pro chen với swing H4. Đó. Và sau khi mà giá nó chốc đây này, sau khi giá nó tạo chốc ở đây rồi, giá tạo chốc ở đây và M15 nó tăng, thì bắt đầu chúng ta lại quay lại gì? Chúng ta lại quay lại cái đầu tiên, đúng không? M1 cái pha 1 là gì? Pro chain của swing và pro chain của cả internal luôn. Thì tức là đoạn này chúng ta sẽ chỉ đi long thôi. Long thôi. Đó. Thì clip này mình sẽ giữ ngắn gọn lại ở đây thôi để cho anh em có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Rất mong là clip này của mình sẽ làm anh em rõ hơn về câu chuyện là khi mà mình map ra, mình sẽ biết là cái vị thế của mình đang ở đâu để mình có một cái kịch bản phù hợp khi mà anh em tham gia thị trường, mình long short như thế nào, pro trend và counter trend ra sao. Ok, cảm ơn anh em.